Rồi, ok, xin chào các bác. Thì như một clip trước đây em đã có nói rồi về cái vấn đề lỗi camera trên cái con LG G8 này, thì cũng có một số bác là bị lỗi camera như vậy. Thì sau quá trình tìm hiểu ấy, thì anh em chia sẻ là thường thường cái lỗi này là do phần cứng thôi, không phải là phần mềm nhé. Tại vì em đã thử khôi phục được gốc rồi, KDZ các thứ nó đều bị lỗi như thế cả. Đó, thì nó đều không mở cái camera gốc đó, các bác thấy không, nó bắt toàn bị bắt đóng rụng. Thì đây là lỗi phần cứng và nó sẽ bị chết hoặc bị hỏng một trong số 4 camera, 1 2 3 4 đó. Thì hỏng cái camera nào ấy, thì cái máy ảnh gốc nó cũng báo lỗi như vậy thôi. Cho nên là các bác phải kiểm tra xem là cái camera nào bị hỏng để các bác thay thế, để các bác mua cái đúng cái camera đấy về thay ra được luôn. Thì để cách test như sau, thì các bác cũng vào cái phần lệnh ẩn thôi, sao thăng 54 63 68 thăng sao 820. Cái lệnh này ấy, nếu mà bác nào chưa biết ý, thì đây nhé, đây là cái lệnh dành cho các máy LG, đây máy Hàn máy Mỹ, đây em đã viết ở đây rồi, thì để đây để chỗ này cho các bác biết đó. Thì đây, tiếp theo các bác vào cái phần device test đó, SAT, vào cái phần manual test này nhé. Đó, thì trong này nó có rất nhiều các thứ để test, thì em cũng đã có một lần giới thiệu qua qua cho các bác rồi đấy. Nhưng mà hôm nay chỉ quan tâm đến vấn đề camera thôi nhé. Thì để xem camera nào nó bị hỏng. Thì đây, trước tiên là có một cái camera main này, nó gần như là camera chính đấy, đó. Thì đây, có cái camera này ok nhé. Ok này, đấy, không sao. Đấy, ok. Tiếp theo là một camera nữa. Đó, thì cái này là camera góc góc gần này. Đó, nó gần hơn mà. Đó, cũng ok này, không sao. Đó. Tiếp theo, đây là một camera nữa. Thì đây, đây là cái camera góc siêu rộng. Đó, thì nó cũng không sao cả. Đó. Tiếp theo là cái bên dưới này, chỉ là cái phần nó như kiểu là cái phần test chống rung ấy các bác. Đấy. Đấy, đấy, nó hiện nay thì cũng không quan trọng mấy đâu. Cái này thì cũng không quan trọng mấy. Ok. Rồi, tiếp theo là đây. Đây mới là cái tiếp theo, là mới mình đã test được ba camera ở phía sau rồi. Thì đây là cái camera trước này. Như ở con G8 ấy, nó sẽ là sub rear này, như là camera phụ đấy. Đó, thì đây. Vào đây thì các bác thấy đấy, không thấy gì nữa. Không thấy cái hình ảnh gì đó, không thấy hình ảnh gì đó. Thì các bác thoát ra, nó hơi khó thoát ra, thì các bác chờ một tí để nó check các thứ đấy thì thoát ra được. Nếu không thoát được các bạn nút ấn nút nguồn nhé. Đó, thì là em xác định được là cái camera trước này của em nó bị hỏng đó. Thì bây giờ em sẽ thử tháo ra và em thay bằng cái camera khác cho các bác xem nhé. Rồi, ok, tháo ra. Trong lúc tháo ra em sẽ tắt nguồn. Rồi, tháo ra. Thì cái con máy này em còn chưa dán nắp lưng mà. Như clip trước thì các bạn thấy rồi đấy, là em chưa dán nắp lưng, em cứ để thế thôi. Kể cả áp suất đâu. Thì bây giờ tháo ra luôn. Kiếm cái gì được ốp không mất các bạn. Rồi, đây này. Rồi, cái đoạn này thì thực ra thì em định tua đoạn này đi đấy, tại vì nó hơi lâu dài cho các bác. Nhưng mà thôi, trong lúc ngồi tháo thì em nhân tiện em chém gió với các bác luôn cho nó vui. Thì vừa rồi là cái clip trước ấy, em có giới thiệu về các bác về cái test áp suất trên LG ấy. Thì tại vì cái vụ áp suất giữa một shop với một người mua thì nó hơi lùm xùm, nó hơi khó hiểu. Cái máy đó thì cho đến hiện tại, đến thời điểm này em cũng chưa biết là cái bác mua đấy, bác ấy sẽ cần gì. Tại vì cái máy đó, việc mà áp suất nhảy lên 6.5 ấy, không cho không, 0,65 chứ, thì là nó vẫn ok. Nhưng mà có vẻ là bác ấy không chịu tin, và shop thì như shop nói, thì shop khẳng định là máy mình là nguyên zin, nguyên nói chung là nguyên con,
Nguyên từ nhập từ Hàn về, thì shop đó cũng đúng, nhưng mà vấn đề là chỉ sai ở cái nào là ban đầu là shop nói là áp nhảy cao trên 2, thì người mua mua về là nhảy được có 0,65, nhưng người ta thắc mắc, cho nên là đấy là cái điều sai của shop. Tuy nhiên thì shop cũng đã bảo là trả lại máy, nhưng mà bác mua bác vẫn chưa chịu, thì thôi em cũng chẳng biết em chịu luôn. Thì đây em tháo ra xong rồi đây, thì không cần phải tháo nữa các bạn, cái camera trước nằm ngay đây rồi, không cần phải tháo sâu. Thì đây các bác làm gì thì các bác cũng tháo cái pin này nhé, đấy, cách ly cái pin ra rồi. Thì đây đây là cắm trước của em, có một lần em cũng đã tháo cho các bác đấy. Đấy, thì là đây, tại vì cái máy này em rất là hay 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 tháo ra ấy, cho nên dẫn nó bị đứt như này. Đấy, nó bị đứt như này. Đấy, đứt này thì chắc chắn hỏng camera trước rồi, không có phải nghi ngờ gì nữa. Đó, thì các bác mà tháo con G8 này, các bác nhớ chú ý về việc cái camera trước này nhá, nó rất là dễ đứt đấy nhá. Đây này, tại vì các bác thấy không, nó nằm ở như này này, nó nằm như này, các bác tháo mạnh ra hoặc là không may, nó nói chung là các bác không cẩn thận nó rất là dễ đứt, nó rất là căng, nó khá là căng ấy. Nó lại làm xéo xéo này, nó rất là khó được, rất là dễ dễ đứt luôn đấy. Đó, thì cái ba trước của em nó bị đứt rồi, thì bây giờ em tháo ra thay. Đây, vào đây. Thì cái ba này cũng khá là khó tháo đấy các bác. Đẩy mạnh đấy, các bác cứ đẩy mạnh nó ra. Các bác nhớ nhá, chỗ này này, trong chỗ này này nó có cả bảng mạch nữa, cho nên các bác tháo chỗ này hết sức cẩn thận nhá. Em nhớ vừa rồi em chọc cái tôi viết vào như này là nó không không đúng đâu. Các bác phải phải để em xem nào. Đây, các bác dùng tay thì móng tay ấy. Dùng móng tay gì đấy các bác đẩy ra, chứ đừng có dùng tôi biết chọc vào đây nhé, chọc vào đây có thể hỏng hỏng ở trong này. Đấy, nhìn thấy không? Các bác nhìn thấy không? Có thể hỏng cái mạch trong này đó. Nói chung các bác dùng đồ nào càng chuyên dụng càng tốt đó. Thì đây cái camera trước của em này, thì em cũng có đã mua một cái camera trước của con G8 về rồi. Đây là cái camera trước em mua đây, cái nó phải còn ngon như này, để xem có y chang không nhá. Đây là mặt sau này, y chang luôn, trước này cũng y chang luôn. Nói chung là cái cam này như kiểu cam bóc máy luôn. Rồi, ok, em sẽ thay vào, thì các bác cũng thay hết sức cẩn thận nhé, nhét cái này vào trước, để nhét cái trong này vào trước đó, tách một phát là được. Và sau đó thì nhấn cái socket vào. Đấy, các bác nhìn này này, cái camera trước của con này này, đây này, cái cáp của nó này này, em thấy là nó hơi hơi bị có vấn đề về về kích thước, về 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 cái cáp này, cáp màu vàng vàng này, đấy, nó em cảm giác nó hơi được, nó hơi bị cấn cấn đấy. Đó, thôi, đây, tùy thôi, em nghĩ là hơi có vấn đề đấy. Rồi, ok, thì bắt đầu là mình sẽ lắp pin lại. Rồi, thì bây giờ lắp pin rồi, hoàn toàn các bác có thể thử được luôn, bật nguồn lên luôn nhé, chưa cần phải lắp cái những cái sau nữa, tại vì mình chỉ cần test camera thôi mà. Đó, con này thì em tháo ra bao lần rồi. Rồi, các bác chờ nào thị, nó để nó khởi động. Khá là nóng. Đây là số CPU này các bác, CPU này, cục ROM này. Ôi, CPU nóng lắm các bạn, khởi động lên nóng kinh khủng luôn, rửa tay đây nóng lắm. Rồi, lên rồi. Ok, thì đây em sẽ vào lại cái camera cho các bác xem là ok không nhé. Đó, các bác thấy không, vào cái bật camera trước luôn này. Đấy, thì mình vào lại như nào. Đó, vậy có nghĩa là bây giờ đã vào được camera bình thường rồi, góc siêu rộng này, các góc này. Đó, ok hết. Đó, và đặc biệt là cái cam trước. Đó, ok chưa các bác? Thì là cái con này của em nó bị hỏng camera trước, thì bây giờ là thay phát là ok luôn. Thì cho nên là hồi xưa cái clip trước ấy, em cũng chưa tìm hiểu được cái thông tin là lỗi như thế là do cái gì, thì sau khi một thời gian tìm hiểu thì đã biết được là nó chỉ do phần cứng thôi nha các bác, ít khi do phần mềm lắm, không ở cái cam gốc này mà không mở được ấy. Đấy, ok, thì các bác test nha em vừa rồi biết được xem là cái camera bị hỏng
thì các bác mua đúng cái camera đấy về thay là ok. Rồi ok, chào các bác nhé.